Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh ạ. Bị bà Nga kiên quyết đuổi, thằng lũi thủi kéo vali về nhà trọ. Mời các bạn cùng xem tập 39, Hoa hồng cho sớm mai. Trung cầu xin Hằng ở lại chung nhà với anh sẽ cố gắng bằng mọi giá thuyết phục mẹ. Anh muốn khi mọi chuyện đã sáng tỏa, sẽ có đầy đủ chứng cứ để nói với mẹ. Vì thương Trung, Hằng cố gắng ở lại để chăm sóc cho Trung, nhất là khi anh vừa mới khỏi bệnh do vết đâm của Mỹ. Biết chuyện bà Nga không thích Hằng, bà Lê đến gặp để châm thêm dầu vào lửa. Bà giới thiệu mình là mẹ của giám đốc kinh doanh Thanh, người yêu của Thanh là Mỹ, cũng là em họ Trung. Sau đó bà Lê bắt đầu kể và nói xấu về Hằng. Bà Lê kể cho bà Nga rằng Hằng 3 năm trước đã nhậu nhẹt, say xỉn, chạy xe ẩu tông trúng Nhi. Bà bảo rằng do ở chung lâu ngày nên biết rõ Hằng là người hung dữ, thủ đoạn. Bà Lê cũng không quên nhắc lại việc Hằng có thời gian làm gái tiếp khách. Cuối cùng chốt lại một câu, không nên quen hoặc nhận đứa vô học đó về làm dâu. Bà Nga ngay lập tức quay lại nhà Trung. Lần này bà nhất quyết đuổi Hằng đi cho bằng được. Vừa bước vào nhà bà quát to, biến ngay khỏi nhà tôi. Bà Lê đã cho tôi biết đủ chuyện về cô. Cô không xứng đáng với con trai tôi. Lần này nếu cô không đi, tôi chết trước mặt cô và Trung cho cô vừa lòng. Trước thái độ của bà Nga, Hằng quyết định dọn dẹp đồ đạc, kéo vali ra đi. Hằng nói với Trung sẽ trở về nhà trọ. Đến khi bà Nga nguôi ngoai nỗi đau, Hằng sẽ quay trở lại bên Trung. Trung thấy mẹ quá kiên quyết nên cũng đành nghe theo ý định của Hằng. Hằng đau buồn quay trở về nhà trọ, cũng may bên cô còn có những người bạn thân. Luôn mở rộng vòng tay chào đón và an ủi Hằng những lúc khó khăn. Hằng biết rõ cảm xúc của một người làm mẹ khi mất đi đứa con gái. Cô không hề trách bà Nga, chỉ cầu mong một ngày bà sẽ hiểu và chấp nhận tình yêu của cô và chủ tịch. Liệu sự thật sẽ sớm được sáng tỏ, bà Nga có quay lại yêu mến Hằng? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.